Series truyện nghề tâm linh Chủ trại hòm, ghi lại theo những câu chuyện có thật từ anh Bảo Nguyễn làm nghề hòm và chôn cất người đã khuất. Phần 3: Tai nạn đường sắt. Phần này thực sự ám ảnh tôi rất nhiều trong ngày hôm đó. Sau lần khám nghiệm hiện trường chị công nhân chết trôi ấy, cuộc sống của tôi trôi qua khá êm đềm cho đến một ngày. Ê cu, đi đâu đấy? Nhìn thằng cha này quen quen, gặp ở đâu rồi à? Anh Bình pháp y nè, quên rồi hả thằng ôn con này? Gì, anh Bình béo pháp y á? Béo thằng cha mày, tối nay rảnh không? Rảnh chứ, em ngày nào chả rảnh. Ngon lành, đi theo tao trực đêm mày. Trực đêm? Theo ông lên nhà xác à? Chứ mày nghĩ đi đâu? Khoai nhỉ, đợi xíu tôi điện cho ông già nhà báo tiếng. Sau đó tôi và anh Bình lên bệnh viện. Trong lúc chờ đợi thì tụi tôi có tám về cái xác chết và bệnh viện. Thời này là bệnh viện Đồng Nai cũ, xây trước năm 75. Và cái bệnh viện này có không ít tai tiếng. Cả cái nhà xác này cũng thế. Uống cà phê đi này, mới mua đó. Mấy người kia đâu, sau này có mình ông trực vậy? Ông già kia thì xin nghỉ về quê, còn thằng nữa đi chơi rồi. Uầy, vậy tính ra em mà không lên, chắc anh trực mình à? Ừ, tại trực đêm ít việc, bác sĩ cũng nghỉ, trừ khi nào có tai nạn hay gì chuyển xác xuống mới phải nhận thôi. Nhưng mà trực đêm đây sợ thật, lạnh lạnh rồi còn gió nữa. Mày người mới nó vậy, như tụi tao làm lâu năm giết quen, chứ mới đầu vô cũng như mày sợ ghê lắm. Thằng nào yếu vía về sốt nằm liệt giường luôn. Đột nhiên reng reng, ông Bình có điện thoại. Đầu dây bên kia giọng một người đàn ông vang lên. Dạ em nghe anh ơi. Vâng, ở đâu anh? Vâng, ok, em qua liền. Ai vậy anh? Có chuyện rồi, đi thôi. Đi, đi đâu? Đi nhặt xác. Nhặt xác á? Không để một đứa lơ ngơ như tôi mới vào nghề thắc mắc quá lâu, anh Bình nhanh nhẹn chở tôi đến hiện trường. Công an báo có một vụ tự tử, một người đàn ông nằm ngang đường ray tự tử. Ông công an thấy anh Bình đến mới hỏi liền. Này, có lính mới hả Bình? Thằng em chạy hòm bên Tân Mai anh, nay cho nó theo học nghề. Ông công an nhìn tôi một hồi rồi hất mặt hỏi. Nhìn lanh lợi đấy, dám làm không cu? Dạ hên xui chú. Tôi cười cười trả lời đại, chứ lúc đó cũng sợ lắm. Giờ là không có hên xui, đèn pin nè, vô làm đi. Ông công an đẩy tôi vào việc ngay. Tôi miêu tả chi tiết vụ tai nạn này vẫn còn nằm rõ trong ký ức tôi. Vụ này còn ám ảnh hơn vụ lần trước. Ông này tầm trung tuổi, không biết vì lý do gì ra đây nằm chắn ngang đường tàu. Vì đoạn này không có nhà dân, trời tối lại không có đèn, thành ra lái tàu khi đến đây không quan sát kịp, nên tới là cán cái bẹp, kéo lê phải cả chục mét, nát bấy, thân thể biến dạng hoàn toàn, không nhận ra được. Uầy, nát bét như đậu hũ. Còn đứng đó nhìn, phụ ta nhặt đi. Tanh quá, máu me tùm lum hết. Đứt cả tay ra, nát bét thế này đây. Hết chuyện làm sao ra đây nằm không biết. Ghê quá, em buồn ói. Bên này tao lo cho, mày bỏ cái xác vô túi rồi vác ra kia đi, cho mấy ông công an chụp làm biên bản. Ở đây không quen ám ảnh lắm. Thế là tôi phải ôm cái xác bầy nhầy nát bươm,
từ chỗ bị tông ra khu vực công an tập kết. Vì khu vực này tối, không có đèn đường, cho nên phải giải quyết nhanh, còn cho tàu về ga, để lâu hành khách xôn xao. Sao rồi, lần đầu thế nào? Ông công an hỏi ngay khi vừa thấy mặt tôi. Buồn ói quá chú, mùi máu tanh khó chịu. Tôi nhăn mặt đáp lời. Lần đầu thằng nào cũng vậy hết, mày là thằng lì nhất rồi đấy, không thằng lính mới nào dám nhận ca này đâu. Công an vừa xem xét túi xác, vừa ghi chép và trò chuyện cùng tôi. Dạ cũng sợ lắm, mà giờ không lẽ bỏ ông Bình làm mình, kỳ lắm. Lúc này ông Bình dọn dẹp xong rồi, công an cũng lập biên bản hiện trường các thứ, cũng gần nửa tiếng. Hai anh em thu xếp bỏ xác lên xe cứu thương rồi trở về nhà xác, chờ mai thân nhân lên nhận diện người thân. Lát bỏ ổng vô ngăn lạnh xong mày về đi. Sao vậy anh? Gần sáng rồi, về ngủ đi cho khỏe. Giờ này mất giấc rồi, ngủ gì nữa. Tao nói mày cứ về đi. Tới đây, tự nhiên lão Bình gằn giọng xuống, làm tôi hơi bất ngờ vì thái độ kỳ lạ đó, nên tôi cũng không dám thắc mắc nữa. Nhưng tôi biết, không phải lão muốn tôi về chỉ để ngủ không, ắt hẳn phải có chuyện gì lão mới gằn giọng như vậy. Liệu có phải vì cái xác đang nằm sau xe kia, vì tôi đã có mặt và đã làm công việc nhặt xác, nhất định phải có chuyện gì lão mới đuổi tôi về như vậy. Miên man với rất nhiều suy nghĩ trong đầu, dù thân thể mệt rã rời, nhưng tôi vẫn không thoát khỏi suy nghĩ với cái thái độ mà lần đầu tôi thấy anh Bình tỏ vẻ khó chịu ra mặt. 4 giờ sáng về tới nhà, có một cảm giác rất lạ. Một luồng gió lạnh thổi đột ngột khiến tôi nổi da gà. Mở cửa và bước nhanh về phòng, không thể nào ngủ nổi. Tại sao lão lại không cho tôi ở lại? Tại sao lại như vậy? Hay tại vì bóng đen mà tôi đã thoáng thấy lúc đó?